sở bên em xin kính chào quý anh chị. Chào mừng anh chị đã tới buổi quay video tiếp theo ngày hôm nay của bên em anh chị nhé. Vâng ạ, hôm nay bên em vừa mới hoàn thiện xong tông vài chiếc gạc tàn mang chất liệu gốc trắc đỏ đen như chị nhớ. Và không để anh chị chờ lâu, em xin mời chị đi sâu vào những chiếc gạc tàn nha chị nhớ. Và bên em đã đánh những mã từ mã 01 đến mã 012 anh chị nhớ. Và em xin giới thiệu với chị mã A1 đây chị nhớ. A1 với chiếc gạc tàn chất liệu gốc trắc đỏ đen cho em này chị ơi. Từ những chú chim nha chị nhớ, những chú chim, những trái đào này, nghệ nhân em đục rất là tỉ mỉ đấy ạ. Mã A1 bên em giao lưu với anh chị giá là 800.000 đồng với chị nhớ. Và sang mã A2 chị có thể ngắm nhìn cho em là trái đào rất là to tròn này, và những bông hoa này, bông hoa mai như chị nhớ. Và những chú chim này đang hót níu no này, đó chị ngắm nhìn cho em là chất gỗ này rất là tuyệt vời luôn này. Mã A2 bên em giao lưu với anh chị cũng giá là 800.000 đồng với chị nhớ. Và em sẽ qua mã A2 đi đến giới thiệu với anh chị mã A3 đấy ạ. Mã A3 bên em giao lưu với anh chị cũng giá chỉ có là 800.000 đồng thôi anh chị nhớ. Anh chị ngắm nhìn cho em này, từ những chú chim đang cong mình lại này, đang hót níu no này, hai chú chim đang cong người lại anh chị nhớ. Và mã A3 là 800.000 đồng cho em ạ. Và qua mã A3 giới thiệu cho anh chị là mã A4 đấy ạ. Hai chú chim đang hót níu no này chị ơi, một màu đỏ đen xen lẫn nhau rất là tuyệt vời anh chị nhớ. Giao lưu với anh chị giá cũng chỉ có là 800.000 đồng thôi ạ. Đâu, tác phẩm rất là đẹp tuyệt vời chị nhớ, 5 cánh hoa mai đào này đều đặn như cả năm luôn đấy ạ. Và mã A4 là 800, và qua mã A4 xem sang đến mã A5 chị nhớ. Mã A5 giao lưu anh chị cũng là 800.000 đồng nhớ. Đó, tác phẩm rất là tuyệt vời này, rất là đẹp anh chị nhớ. Trái đào thì rất chi là to tròn luôn này, giá là 800.000 đồng. Và qua mã A5 giới thiệu đến chị là mã A6 nhớ. Mã A6 chị, anh chị có thể ngắm nhìn cho em này, đó những trái đào này, nghệ nhân em đục rất chi là những chiếc gạc tàn trong này rất là sâu anh chị nhớ, rất là sâu luôn đấy ạ. Và những chú chim này, nghệ nhân em châm tỉa rất chi là nét sắc luôn này. Đó, và những bông hoa mai này. Mã A6 bên em giao lưu anh chị cũng giá chỉ có là 800.000 đồng anh chị nhớ, bao phí vận chuyển cho anh chị này. Và qua mã A6 em sẽ giới thiệu cho anh chị đến mã A7 anh chị nhớ. Mã A7 giao lưu anh chị cũng giá chỉ là 800.000 đồng, bao phí vận chuyển anh chị thôi. Anh chị có thể ngắm nhìn cho em từ những chú lông, những lông chim này. Đó, nghệ nhân em đục rất chi là tỉ mỉ anh chị nhớ, những bông hoa này. Đó, rất là nét sắc luôn này. Trái đào rất chi là to tròn này. Ở giữa bên em đục ở dưới nhá. Đục ở dưới này cho anh chị có thể đựng gạt tàn này. Mã A7 bên em giao lưu với anh chị giá chỉ có là 800.000 đồng thôi anh chị nhớ. Và sang mã A8 cho anh chị này. Mã A8 đây ạ. Ok này, anh chị ngắm nhìn nhá, từ những chú chim nhá. Đó, chú chim đang cong người lại, đang hót níu no này. Hai chú chim đang cong người lại đây chị ơi. Và đây chị ơi, những chiếc lông nhá. Lông này, nghệ nhân bên em đục rất là tỉ mỉ luôn này. Đó, mã A7 bên em giao lưu anh chị cũng giá chưa là 800.000 đồng thôi chị nhớ. Và sang đến mã A9 cho em này chị ơi. Một màu đỏ đen xen lẫn nhau rất là tuyệt vời và huyền bí anh chị nhớ. Mã A9 bên em giao lưu anh chị cũng giá chỉ có là 800.000 đồng thôi, bao phí vận chuyển cho anh chị này. Và qua mã A9 em sang xin giới thiệu anh chị là mã A10 anh chị nhớ. Mã A10 anh chị có thể ngắm nhìn cho em này. Từ những trái đào rất chi là to tròn luôn này, căng mọng luôn này. Đó, ở dưới này bên em đục là những chiếc dưới để cho anh chị đứng ở cái chiếc gạt tàn này, đựng thuốc này, đó, từng những chú chim này, nghệ nhân em đục rất chi là tỉ mỉ anh chị nhớ. Giao lưu anh chị với mã A10 này cũng giá là chỉ có 800.000 đồng thôi. Và sang mã A11 anh chị nhớ. A11 này bên em đục với là cục khôi gỗ là vuông anh chị nhớ, và những trái đào tròn xoe này, đó, ở dưới đây bên em đục ở dưới đũng nhá, để cho anh chị có thể đựng gạt tàn này. Và mã A11 này bên em giao lưu với anh chị cũng giá chỉ là 800.000 đồng thôi. Và qua mã A11 sang mã A12 cho anh chị này. Tác phẩm rất là tuyệt vời, một màu đỏ đen xen lẫn nhau rất là huyền bí nhá. Giao lưu với anh chị cũng giá chỉ có là 800.000 đồng thôi chị nhá. Em sẽ quay lần lượt cho anh chị ngắm thưởng lãm từng chiếc gạt tàn này, để anh chị có thể ưng tác phẩm này, ủng hộ đồ gỗ từ gỗ Trung Kiên lên em nhé chị nhá. Ok, là em sẽ quay cho anh chị ngắm lại lần lượt một vòng đấy chị nhá. Anh chị ưng mã là từ mã A1 đến mã A12 chị nhớ. Anh chị ưng mã nào thì anh chị hãy liên hệ với số điện thoại bên em 0944812986 chị nhớ. Vâng, ok này chị ơi. Anh chị là ưng tác phẩm chiếc gạt tàn từ mã A1 đến mã A12 chị nhớ, thì anh chị hãy nhấc máy alo trực tiếp số điện thoại hotline bên em 0944812986 chị nhớ. Và cơ sở bên em là đường quốc lộ 38, làng nghề Đông Giang, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương chị nhớ. Em xin cảm ơn anh chị đã thưởng lãm và lắng nghe video của bên em. Và anh chị nhớ ủng hộ em gái bằng những lần nút like và những lần nút subscribe nha chị nhớ. Và anh chị nào chưa đăng ký kênh của bên em thì anh chị hãy ủng hộ em gái bằng những lần nút đăng ký nhá. Em xin chào anh chị, hẹn anh chị vào buổi video tiếp theo anh chị nhớ. Và em xin chào anh chị ạ.